Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Thắng Hoàng nhé. Thì hôm nay thì tiếp tục Thắng Hoàng sẽ lên sóng gửi tới các bác một trong những cái mẫu sản phẩm cục đẩy chất lượng, một trong những dòng đẩy của Mỹ, dòng đẩy mang thương hiệu TPA, một dòng đẩy với công suất 600W và 800W, có hai model trong clip này Thắng Hoàng bán cho các bác. Thì để lựa chọn một cục đẩy thì Thắng Hoàng cũng sẽ chia sẻ với các bác cách lựa chọn những cục đẩy phù hợp với loa cũng như là chất lượng âm thanh của cục đẩy để các bác cảm nhận. Thì để cảm nhận được âm thanh tốt nhất cho sản phẩm thì Thắng Hoàng cũng xin phép là test một đoạn nhạc để các bác nghe. Thì trong video này thì Thắng Hoàng sử dụng một cục đẩy TPA 600 với công suất 600W đấy thưa các bác. Và Thắng Hoàng ghép cho các bác nghe với một cặp loa full bass 30 HK series premium. Đấy, một dòng loa cao cấp để các bác nghe được trọn vẹn âm thanh chất lượng. Bây giờ thì Thắng Hoàng xin phép bật để test cho các bác nghe. Ok chưa các bác? Các bác có thấy phiêu không ạ? Các bác nghe Thắng Hoàng test nhạc có muốn hát theo những đoạn nhạc đấy không ạ? Riêng Thắng Hoàng thì cảm giác thực tế tai nghe trực tiếp nó rất là hay, tiếng rất là đẹp. Những cái dải âm thanh nó ra rất là sắc nét nha các bác nhá. Thì cái nhu cầu để chơi âm thanh của mọi người nó sẽ đa dạng khác nhau, nhưng để lựa chọn những sản phẩm trong một bộ sản phẩm bao gồm vang để xử lý âm thanh, đẩy để đưa cái chất lượng âm thanh ấy ra, và loa là cái phát ra cái âm thanh mà vang điều chỉnh cũng như là đẩy chất lượng của đẩy ra loa, thì mỗi cái nó đóng góp một cái phần âm sắc để trọn vẹn để đến tai các bác nghe. Đấy, thì lựa chọn được trong 3 sản phẩm là một cái điều tốt nhất. Nếu như chưa được như 3 sản phẩm như trên thì mình lựa chọn được bước nào hay bước đấy các bác nhá. Thì cục đẩy nó mang lại cái công suất chuẩn để các bác chơi loa nó ổn định, và cái chất âm của nó rõ ràng, gọn gàng, sắc nét, nó đưa ra loa đánh nó phải gọn gàng. Tiêu chuẩn của một con đẩy đấy là phải có sự gọn gàng, sắc nét. Đấy, là ok lắm rồi các bác. Thì để nhận báo giá cũng như xem chi tiết về cục đẩy thì xin mời các bác hãy cùng với Thắng Hoàng đi gần lại cái sản phẩm nhé. Cái sản phẩm này thì nó thuộc công ty TPA của Mỹ sản xuất. Thì đây là một dòng đẩy nó cũng thiết kế theo cái kiểu hình thức là liên kết giống như với crown ấy các bác. Thì về logo thương hiệu thì nó là thuộc của TPA. Và cái
Nội thất thì nó sử dụng dòng mạch của Crown XLI. Thì đây thì các bác đang nhìn thấy cái ngoại thất. Cái ngoại thất này thì là hàng bãi nha thưa các bác nhá. Nếu như các bác mua một cục đẩy hàng mới của Crown mã XLI 2500, có nghĩa là công suất 500W một kênh ấy, thì các bác có thể là chơi tất cả các cái dòng loa 30. Tất cả các cái dòng loa 30 là đều ok hết nha các bác nhá. Đấy, tất cả các dòng loa 30 với công suất RMS 500, đấy là các bác chơi thoải mái luôn. Đấy. Còn đây thì họ sản xuất, họ giới hạn lên cái công suất thì nó là 600, thì nó sẽ cao hơn cái bản của XLI 2500 một chút. Đấy. Về ngoại thất thì các bác nhìn thấy nó thiết kế trông cũng khá là bắt mắt nhỉ. Volume thì sử dụng cái phím nhựa này rất là to, cầm rất là gọn gàng. Chiếc đạp bi, dãy đèn nháy thì nó đưa ngang sang hai bên cũng khá là đẹp, thương hiệu logo và model. Đấy, các cái này là do cọ xước vận chuyển thôi, thì tất cả những cái này thì Thắng Hoàng sẽ chấm sơn lại để cho nó đồng màu với lại form dáng này để cho nó đẹp. Đấy. Về kích thước chiều sâu thì Thắng Hoàng ước lượng cho các bác là khoảng tầm 32 đến 34cm chiều sâu của sản phẩm. Còn tất cả các cái chiều ngang này thì nó thiết kế theo một cái dạng chuẩn form của tất cả các cái dòng đẩy của tất cả các thương hiệu rồi. Đấy. Và đây là nội thất của chiếc đẩy TPA600. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Các bác xem những cái mẫu đẩy Crown XLI thì các bác cũng biết rồi. Thì riêng về những cái dòng XLI 2500 thì nó có những cái nguyên khối nó lớn như thế này, tương đương với cái mã này. Thì cái XLI 1500 thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy. Thì với cái mẫu, nếu như các bác tham khảo các kênh bán hàng, hàng bãi và hàng mới thì các bác cũng nắm được. Và các bác lên Google các bác search giá của những cái dòng XLI 2500 thì nó đâu đó là khoảng tầm 16 triệu một chiếc đẩy với công suất là 500. Thì đây là cái dòng 600 vẫn sử dụng cấu hình đấy. Thì tại vì cái mã XLI này là họ bán thương hiệu, họ sản xuất OEM cho tất cả các cái hãng đặt cái dòng mạch này. Đấy, về lề lắp ráp. Dòng mạch này vẫn là dòng mạch chuẩn của Crown sản xuất các bác nhá. Đấy, của Crown sản xuất. Đây, các cái phíp mạch của nó cũng có XLI hết nha các bác nhá. XLI 3000. Đấy. Về máy móc thì đang còn đẹp và zin 100% thưa với các bác. Dây nhựa là tất cả keo dây nhựa là chưa có bóc ra, chỉ lau chùi vệ sinh thổi bụi thôi. Tụ là đang còn phẳng, đẹp luôn nha thưa các bác nhá. Thì về những cái dòng mạch này thì nó chạy âm sắc thì các bác nghe rồi. Đấy. Và mức độ bền bỉ thì cũng khá an toàn để cho các bác sử dụng. Đấy, khá an toàn. Và chế độ bảo hành cho những sản phẩm mà Thắng Hoàng bán hàng bãi ra thì Thắng Hoàng sẽ bảo hành cho các bác là 3 tháng thời hạn sử dụng. Đấy. Hàng thì Thắng Hoàng sẽ bao zin cho các bác, cam kết với các bác là bao zin cho các bác nha. Đấy, hàng bãi thì mình không có sự lựa chọn giống như hàng mới. Hàng mới đập hộp thì ví dụ như có vết xước, vết xác hay là chóc sơn, bong sơn là cái chuyện đấy là chuyện không thể, gần như là không thể. Còn về những cái sản phẩm hàng bãi, hàng đã qua sử dụng, đã qua khâu vận chuyển thì nó sẽ phải có những cái vấn đề xước xác cũ kỹ mà trong khi giai đoạn người ta sử dụng cũng như là trong khi cái giai đoạn là mình di chuyển, vận chuyển, đóng gói. Cái đấy là các bác không khiếu nại nhá. Có nhiều quá thì các bác khiếu nại giảm giá thôi chứ trước khi mua thôi. Chứ còn đến khi mà các bác mua rồi thì Thắng Hoàng xin nhắc trước với các bác là cũng sẽ có những vết xước in lằn hoặc là thế nọ thế kia. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Còn bây giờ các bác vẫn có những cái chiếc đẩy hàng xịn, hàng chất lượng để các bác khai thác âm thanh nghe nó tốt là ok rồi các bác nhá. Đấy. Mỗi anh em thì mỗi cái cách review giới thiệu sản phẩm khác nhau, mỗi người có những cái sự hiểu biết khác nhau. Riêng Thắng Hoàng thì cảm nhận, trải nghiệm những cái dòng đẩy như thế này và bán những dòng đẩy như thế này khá nhiều, cho nên là cũng có những cái sự chuẩn xác chắc chắn về cái mẫu đẩy này rồi. Thì các bác có những cái cảm nhận tốt, có những cái
cái sự trải nghiệm hay là quan tâm hoặc là tìm hiểu sâu sắc thì các bác nghe những cái tư vấn về sản phẩm của Thắng Hoàng, các bác tin tưởng được, các bác yêu mến ủng hộ thì các bác liên hệ đặt hàng ở bên cửa hàng Thắng Hoàng nhé. Thì một chút nữa thì Thắng Hoàng giới thiệu hết về cái phần phía sau đây, cũng có người biết người chưa, cho nên là mỗi video nó sẽ có đầy đủ giới thiệu đầy đủ để cho anh em có những người biết người chưa để người ta cảm nhận. Cho nên là các bác có thể là thấy video dài thì mọi người thông cảm nhé. Nếu có nhu cầu các bác gọi điện trực tiếp cho Thắng Hoàng để các bác lấy giá luôn, khỏi phải xem hết video. Đấy, dây nguồn đi kèm thì Thắng Hoàng sẽ tặng các bác đi kèm luôn. Cái này thì nó sử dụng cả chạm cầu loa, cả nưu chích. Phần đây là cái phần quạt hít gió thổi sang hai bên, hai kênh thổi về phía sau. Về cái input đầu vào, có nghĩa là tín hiệu đầu vào nó sẽ sử dụng bằng kênh 1, kênh 2 bằng jack Canon, và link tín hiệu ra cũng bằng jack Canon luôn nha. Đấy. Và kèm theo nữa nó sẽ có cái chế độ gain lớn bé đầu vào để anh em điều chỉnh tùy ý cái mức độ âm thanh lớn bé đầu vào. Riêng thì mình khai thác hết thì mình đặt về 0,775, và khai thác nó giảm đi thì các bác để 1.4. Và có chế độ cho các bác chuyển đổi, đấy là chế độ đánh chập kênh, chế độ link tín hiệu và chế độ đánh shifter độc lập hai kênh. Đấy. Đó, anh em có thể nhìn thấy tất cả máy móc đang còn đẹp, đang còn zin nguyên bản luôn. Đấy. Và khi các bác mua hàng thì các bác sẽ được test để cảm nhận trải nghiệm chất âm trước khi nhận hàng, cũng như là kiểm tra chất lượng hàng. Cái mẫu đẩy này thì nói thật ra với các bác, với cái mẫu hàng mới thì nó khá đắt, nhưng với hàng bãi mà riêng hàng Thắng Hoàng bán cũng sẽ rẻ hơn rất rất là nhiều. Với một số anh em bán, em cũng có tham khảo những cái mẫu đẩy này bán, anh em bán cũng rất là nhiều người bán giá khác nhau. Có những người mua hàng nó đẹp, mua hàng nó đắt, rồi mua hàng nó rẻ, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng. Tại vì hàng của người chán bán cho người thích mà các bác, nó không có một mức giá cố định đâu. Đấy, còn anh em tham khảo thì anh em sẽ đưa ra một cái giá nó xem nhau thôi. Đấy, các bác tìm hiểu. Còn Thắng Hoàng sẽ bán cho các bác với cái mẫu 600 này là 3 triệu 600 ngàn đồng. 3 triệu 600 ngàn đồng nha các bác nha. Tặng kèm hai cái jack tín hiệu đầu vào bằng Canon. Tặng cho các bác một sợi dây nguồn. Đấy, và cái mẫu 800W đây. Đây là cái mẫu 800W XLI 3000 đấy các bác này. Thì gần như là nó chỉ lấy mỗi cái logo thương hiệu ở mặt trước là của TPA thôi, còn tất cả nội thất thì đều sử dụng của Crown hết 100%. Đấy các bác nhá, 100% là của Crown hết. Máy quạt thì các bác biết rồi, nãy em bật bật cái máy này rồi, các bác thấy nó êm ru luôn, gần như là không nghe tiếng quạt. Đấy các bác nghe không ạ? Không có tiếng quạt luôn, chạy rất êm. Đấy, về cái mẫu đẩy mà công suất 800 thì em sẽ bán cái mẫu đấy, thì các bác chơi loa 40 vô tư nha. Mẫu đẩy đấy thì em bán cho anh em với mức giá là 4 triệu 300 ngàn đồng. Ok. Và các bác có nhu cầu liên hệ đặt hàng thì các bác gọi điện trực tiếp cho Thắng Hoàng có số 0969 800 985. Xin chân thành cảm ơn tất cả quan tâm yêu mến theo dõi ủng hộ của các bác nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chào.